kính chào và cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa Dịp Phát Triển phát sóng lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình ghi nhận những thông tin thời sự về các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay thứ bảy ngày 9 tháng 4, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Vườn quốc gia Côn Đảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái. Các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đảm bảo cung ứng hàng hóa dịp quốc dỗ. Hội thảo liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo tại huyện Đất Đỏ. Bắt đầu chương trình hòa nhịp phát triển trưa nay là ghi nhận tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, từ năm 2014 đến nay, trong số 33 nhà đầu tư quan tâm đến dự án thuê môi trường rừng tại vườn quốc gia Côn Đảo, huyện Côn Đảo, thì hiện đã có 24 nhà đầu tư được Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho chủ trương khảo sát lập dự án. Trong đó, 6 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 dự án đã được xét chọn, ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng. Mới đây, đoàn công tác của tỉnh ủy Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, bí thư tỉnh ủy Đồng Nai làm trưởng đoàn, đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm cho thuê môi trường rừng để triển khai các mô hình du lịch sinh thái dưới tán rừng. Đến nay tại vườn quốc gia Côn Đảo có 6 dự án được ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư. 3 dự án được ký hợp đồng cho thuê môi trường rừng. Những dự án được thuê môi trường rừng đều có phương án quản lý rừng bền vững đã qua phê duyệt. Hợp đồng thuê môi trường rừng ký trong 30 năm, trong đó có cam kết không chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác không giao cho thuê đất trong phạm vi dự án thay mặt đoàn công tác của tỉnh đồng nai tham quan và học tập kinh nghiệm cho thuê môi trường rừng ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy đồng nai đánh giá cao hiệu quả cho thuê môi trường rừng tại dường quốc gia côn đảo đồng thời ghi nhận những kinh nghiệm của dường để phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng ở đồng nai đoàn công tác tỉnh đồng nai cũng đã khảo sát thực tế tại đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái tuyến ông đụng đất thấm bãi bàn tham quan hang đức mẹ cây di sản và thăm trung tâm giáo dục môi trường trường quốc gia Côn đảo. Tòa án nhân dân tỉnh bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Côn đảo tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư số 1 huyện Côn đảo ngôi nhà đại đoàn kết được Toán Nhân dân tỉnh và Ủy ban mặt Trần Tổ quốc quyền công đảo bàn giao cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng chi phí xây dựng 292 triệu đồng. Trong đó, Toán Nhân dân tỉnh Bà Rịa vũng Tàu hỗ trợ 130 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Thân hỗ trợ 152 triệu đồng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc quyền công đảo trích từ quỹ an sinh xã hội hỗ trợ 10 triệu đồng. Tại lễ bàn giao nhà, các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong quyền đoàn thể khu dân cư cũng đã tặng một số thiết bị gia dụng cho gia chủ. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu tổ chức lễ phát động phong trào Phụ nữ vùng tương lai và dọn vệ sinh trong cây xanh theo phát động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện phong trào phụ nữ chung trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dũng Tàu phổ biến đến cán bộ hội viên cơ sở trồng và bảo vệ cây xanh tại gia đình, các khu vực công cộng nhằm làm đẹp cảnh quan không xả rác bừa bãi, nhằm chung tay giữ vững danh hiệu thành phố sạch ASEAN sau lễ phát động, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã chọn vệ sinh và trồng hoa cây xanh tại di tích lịch sử nhà má Tám nhung số 1 Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì. Hội chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 với 83 đại biểu đại diện cho 5.111 hội viên trên địa bàn thành phố tham dự. Nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Hội chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu có 17 tổ chức hội cơ sở với tổng số 5.111 hội viên, 800 thanh thiếu niên chữ thập đỏ, 270 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Công tác hội và phong trào Hội chữ thập đỏ thành phố phát triển khá toàn diện. Hội đã vận động gần 10 tỷ đồng, trao gần 28.000 xuất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong phong trào, Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam hỗ trợ xây 10 căn nhà chữ thập đỏ trị giá 515 triệu đồng, dẫn động hơn 2 tỷ 600 triệu đồng thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ cho 814 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Hội cũng đã phối hợp tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 247.000 lượt người với kinh phí 4 tỷ 200 triệu đồng. Trong 5 năm, hội đã vận động cán bộ hội viên công chức viên chức, tình quyền viên tham gia hiến 23.395 đơn vị máu. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu phấn đấu tăng 2 đến 3% số lượng hội viên, 80% hội cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc, số lượng vận động các khoản trợ cấp tăng 5 đến 10% so với nhiệm kỳ trước. Dịp quốc dỗ Hùng Vương năm 2022, người lao động được nghỉ 3 ngày. Dự báo nhu cầu mua sắm sẽ tăng mạnh, nên các siêu thị trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã chủ động tăng lượng hàng hóa gấp đôi so với ngày thường và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng. Hệ thống Lotte Mart và Coop Mart đã tăng sản lượng hàng hóa từ 30 đến 50% vào dịp quốc dỗ năm 2022, trong đó tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ và các mặt hàng thời trang các chương trình khuyến mãi tại siêu thị giảm giá sâu từ 10 đến 30% đối với hàng trăm mặt hàng thực phẩm. Bên cạnh hệ thống các siêu thị tại các chợ tại thành phố Vũng Tàu, lượng hàng hóa cũng được bổ sung khá dồi dào, chất lượng đảm bảo, giá giá cả vẫn ổn định như ngày thường. Thưa quý vị, cụm công nghiệp Hòa Long do Ủy ban dân thành phố Bà Rịa làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng vào năm 2014 trên tổng diện tích gần 16 hectare. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 157 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Hòa Long là nơi để thành phố Bà Rịa di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm đang hoạt động trong khu dân cư. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản và điều chuyển tài sản cụm công nghiệp Hòa Long theo đề nghị của Ủy ban dân thành phố Bà Rịa cho công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 Izico tiếp nhận quản lý, vận hành với diện tích hơn 8,5 hecta, tài sản trên đất giá trị hơn 112,7 tỷ đồng. Thực hiện quyết định của Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân thành phố Bà Rịa đã tổ chức bàn giao hiện trạng cụm công nghiệp Hòa Long, xã Hòa Long cho công ty Izico. Tại lễ bàn giao hiện trạng cụm công nghiệp Hòa Long, đại diện đơn vị nhận bàn giao là công ty Izico có ý kiến do hệ thống xử lý nước thải tại cụm công nghiệp chưa chảy thử nên chưa được Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy phép. Do đó công ty chỉ tiếp nhận cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa hoàn thành các thủ tục về môi trường thì công ty mới vận hành chính thức. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị phía Isico khẩn trương phối hợp thực hiện thủ tục thuê đất, ký hợp đồng thuê đất để sớm đưa cùng công nghiệp vào hoạt động. Theo kế hoạch trong năm 2022, thành phố Bà Rịa thực hiện di dời 22 cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường vào cùng công nghiệp Hòa Long. Tiếp tục là ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, đến cuối năm 2021, trên 77% người dân trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tham gia bảo hiểm y tế. Những người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế chủ yếu là nông dân, lao động tự do, những người có thu nhập thấp và không ổn định. Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, mô hình vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đã được Ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Long Hải đã được thành lập Mô hình vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền được thành lập tại 12 khu phố trên địa bàn. Mỗi khu phố có một tổ tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế với 10 thành viên, gồm lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị trấn, cán bộ các tổ dân cư. Tổ sẽ vận động 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm y tế, dẫn động các mạnh thường quân hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho những hộ khó khăn. Phấn đấu đến cuối năm 2022, trên 90% người dân thị trấn Long Hải tham gia bảo hiểm y tế. Nhân lễ ra mắt mô hình vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Hải đã trao 41 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá hơn 33 triệu đồng do các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong sử dụng bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ Long Hải và một số tuyến đường trên địa bàn có lưu lượng phương tiện giao thông đông nhưng bị người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, các lực lượng chức năng tại thị trấn đã tăng cường tuần tra xử lý hàng hóa, bản biển quảng cáo xe đẩy tự chế của các hộ dân lớn chiếm vỉa hè lòng đường buôn bán tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ảnh hưởng mỹ quan dân minh đô thị các lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân tham gia giao thông dừng đậu xe đúng nơi quy định Thưa quý vị, hội thảo liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo vừa được chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ. Hội thảo nhằm đẩy mạnh liên kết trong sản xuất tiêu thụ lúa gạo, qua đó thì giúp nông dân và những thành phần tham gia chuỗi sản xuất có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và giá trị của lúa gạo địa phương. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cán bộ nông nghiệp các xã, thị trấn và gần 30 hộ nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ tham gia hội thảo. Tại hội thảo liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đã thông tin về tình hình liên kết sản xuất tiêu thụ lúa tại huyện Đất Đỏ. Vụ đông xuân 2020-2021, công ty Lộc Trời mở rộng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa trên địa bàn huyện Đất Đỏ với diện tích 410 hecta. Vụ hè thu 2022, Công ty tiếp tục dự kiến mở rộng liên kết sản xuất trên 1.000 hecta tại các địa phương trong tỉnh, trong đó có 600 hecta tại Huyện Đất Đỏ. Giá lúa thu mua giao động từ 5.300 đến 6.500 đồng một ký tùy loại. Nông dân Huyện Đất Đỏ đề nghị Công ty Lộc Trời hướng dẫn cho bà con nông dân kỹ thuật gieo xạ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xử lý dịch hại, phối hợp nghiên cứu loại giống phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng địa phương để tạo nên đặc sản thương hiệu địa phương. Chợ Phước Hải Huy đất đỏ là chợ hàng hai, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1996 với diện tích hơn 14.600 m2. Chợ có 760 điểm kinh doanh, trong đó có 560 điểm kinh doanh cố định, 200 điểm kinh doanh không cố định. Những năm gần đây, chợ Phước Hải được nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng chợ văn minh thương mại. Thế nhưng chợ vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Thực hiện quyết định của Ủy ban dân tỉnh về chuyển đổi thí điểm mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, chợ Phước Hải huyện Đất Đỏ được bàn giao cho đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Chiến. Ngay sau khi tiếp nhận, doanh nghiệp này đã vận hành chợ, sắp xếp nơi mua bán ổn định cho tiểu thương. Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Chiến được thuê chợ Phước Hải trong thời gian 5 năm bắt đầu từ năm 2022, với giá trị gói thầu cho thuê gần 1 tỷ 300 triệu đồng một năm. Sau khi nhận bàn giao, công ty đã chủ động sắp xếp, điều chỉnh vị trí kinh doanh các ngành hàng cho phù hợp với thực tế. Những hàng mục trang thiết bị xuống cấp cũng được sửa chữa hoặc nâng cấp khang trang, tạo thuận tiện cho tiểu thương và người dân địa phương mua bán. Nhờ đó, lối đi thông thoáng, các quầy sạp được bố trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật điện, cấp thoát nước, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường được bố trí đầy đủ, khoa học, an ninh trật tự được đảm bảo để hỗ trợ và đồng hành cùng tiểu thương trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công ty còn cam kết giữ nguyên hạn mức thu phí cho thuê mặt bằng, hoa chi chợ ổn định. Hiện nay các tiểu thương trong chợ đều thấy hài lòng, thoải mái khi được kinh doanh theo phương thức quản lý mới. Gần gũi và sâu sát với người dân, tận tâm trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương là nhận xét của mọi người khi nhắc đến ông Đỗ Phan Kiếm bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Hơn 17 năm công tác tại cơ sở là ngân ấy thời gian, ông Kiếm được người dân tin yêu, quý mến. Đảng bộ chính quyền địa phương tín nhiệm giao trọng trách, nâng cao cuộc sống cho dân dân. Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ có 604 hộ với 2.322 nhân khẩu. Phần lớn là người dân từ nơi khác đến sinh sống, lập nghiệp nên cuộc sống khó khăn, thiếu thốn hơn các khu vực khác của địa phương. Cách đây 5 năm, ấp có đến 47 hộ nghèo chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 8% tổng số hộ dân toàn ấp. Với vai trò là bí thư chi bộ kim trưởng ấp, ông Đỗ Văn Kiếm đã lãnh đạo chỉ đạo ra soát các chương trình, chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế xã hội để xây dựng kế hoạch hỗ trợ sinh kế phù hợp với từng hộ. Trong đó, khoảng 20 hộ được tạo điều kiện vay 30 triệu đồng một hộ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua sắm ngư lưới cụ, Bản thân ông mỗi năm cũng tự đóng góp để vận động các nhà hảo tâm bình quân hơn 200 triệu đồng để giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh hiếu học. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, ông đã huy động hơn 130 triệu đồng để trao tặng 90 số quà cho các hộ khó khăn và xây dựng một khu vui chơi cho thiếu nhi. Sống thì cũng nhờ chính quyền địa phương ở đây, ban ấp An à Hải rồi nè, là ông đó thì thí dụ 1 2 tháng 2 3 tháng vậy đó cũng cho chục lít gạo, thùng mì, đó, nó vậy rồi lóc ba cái lưới thêm. Ba à, à, bên, ấp á, bên bí thư chi bộ với áp đó cũng thấy gia đình như vậy khó khăn, nuôi bốn đứa cháu nữa, cho ăn học, rồi thành ra khó khăn lúc á, thì có quà thì cho mì, cho gạo, à, các thứ như dầu ăn, đường, bột ngọt, cũng cho đầy đủ. Nói là nó nó thẳng là bên chi bộ ban ấp người ta quan tâm cho gia đình cô nhờ nỗ lực của ông bí thư kiếm mà ấp An Hải này không còn hộ nghèo 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa thu nhập bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng một năm bản thân tôi nhất là bản thân tôi thì mình là có tâm đắc làm vợ hỗ trợ cho những đối tượng nghèo từ đó thì muốn làm như thế thì người đứng đầu là phải đội tạo gương mẫu cái thứ hai nữa là vấn đề là mình phải thực hiện còn mình cùng tham gia luôn ấy mình cùng tham gia đóng góp luôn chứ không phải là né tránh gì cả thứ ba nữa là vấn đề là cái uy tín cái uy tín nó đứng hàng đầu bây giờ là mình lo cái cuộc sống cho nhân dân không để cho họ nào nghèo làm mình thấy mình vui rồi học theo bác lấy dân làm gốc những việc gì có lợi cho dân là ông bí thư kiếm không nề hạ khó khăn vất vả để làm với ông đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui thế nên trong mọi công việc ông kiếm luôn được các đảng viên ủng hộ người dân trong ấp tin tưởng nhờ đó các phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh vận động nhân dân hiến đất đóng góp kinh phí làm đường giao thông và đóng góp các nguồn quỹ của ấp đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đồng chí Đỗ Văn Kiếm bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp An Hải là một cán bộ là rất là tận tụy, trách nhiệm trong cái công việc được giao với vai trò của mình thì đồng chí đã lãnh đạo chi bộ ban ấp rồi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Đặc biệt đồng chí cũng thường xuyên vận động các mạnh thường quân để tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn ấp có những cái hỗ trợ cho những hộ gia đình nghèo khó khăn trên địa bàn để giảm đi một phần nào đó những sự khó khăn trong cuộc sống thì đối với những cái việc làm này là đây là những việc làm thiết thực thì đảng quỹ sẽ sắp tới sẽ có những cái bước nhận rộng các cái mô hình của đồng chí kiếm với những đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, ông Độ Văn Kiếm nhiều lần được tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, huyện đất đỏ và xã Lộc An biểu dương, khen thưởng. Nhưng với ông, niềm vui lớn nhất là thấy cuộc sống của người dân ấp An Hải ngay một phát triển, người người, nhà nhà đều no ấm, sung túc. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo huyện ủy Xuyên một tổ chức hội nghị quán triệt kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cho toàn thể đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Đây là một trong những nội dung thuộc đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Quán trị kết luận quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gần 700 cán bộ đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy xuyên học, càng phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như các chương trình kế hoạch hành động của huyện ủy Xuyên Mộc. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ban dân huyện Xuyên Mộc tổ chức giải cờ vua trẻ tỉnh năm 2022. Tham dự giải cờ vua trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 có gần 200 vận động viên đến từ các trường học, câu lạc bộ cờ và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các kỳ thủ tham dự giải cờ vua trẻ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 thi đấu tranh huy chương cá nhân nam, cá nhân nữ thuộc ba nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp ở 8 lứa tuổi từ U7 đến U20 Giải là dịp để đánh giá phong trào phát triển bộ môn cờ vua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời để phát hiện, tuyển chọn vận động viên tài năng bổ sung cho đội tuyển cờ vua trẻ tỉnh tham dự các giải cờ vua trẻ toàn quốc trong năm 2022. Giải kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2022. Chương trình hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.